Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều biến chủng mới với tốc độ lây lan nhanh, số ca nhập viện và số ca tử vong đã gia tăng trở lại. Ban Thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Để bảo vệ và duy trì thành quả phòng chống dịch, tạo điều kiện tập trung phát triển kinh tế xã hội, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác trước tình hình dịch bệnh, dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vaccine cho người dân, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng, không để tình trạng vaccine không được sử dụng kịp thời gây lãng phí. Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng phát động chiến dịch tiêm chủng, tăng tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo hoàn thành trong tháng 8 năm 2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3, mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi và các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.